Hoa Fairy Tales. Ba phần thưởng cho quan tham. Câu chuyện xảy ra ở một vương quốc trù phú có tên là Auradin. Nơi đây được đặt dưới sự cai trị của Louis, một vị vua giàu có và quyền lực. Vì thế, ông chi tiêu rất hào phóng. Đức vua mời những nhà thông thái đến cho ngài những lời khuyên, bất kể chúng có ít hay không, rồi ban thưởng cho họ rất nhiều tiền bạc mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Đúng vậy, đức vua chẳng bao giờ quan tâm đến vấn đề tài chính của vương quốc. Thưa bệ hạ, đây là sổ sách tài chính tháng này ạ. Một đống số liệu làm ta thấy chóng cả mặt. Preston, ngươi cứ toàn quyền xử lý đi. Không may, tể tướng Preston, người đứng đầu đám quan trong triều, lại là một kẻ tham lam gian xảo vô cùng. Lợi dụng sự tín nhiệm của nhà vua, Preston cùng với cận thần Tristan và tướng quân Silas sửa đổi sổ sách, tham ô và đem tiền bạc chi chác ăn phần với nhau. Dần dần, tệ nạn tham ô lan truyền rất nhanh chóng. Từ trên xuống dưới, việc này trở nên nghiêm trọng đến nỗi những tên lính bắt đầu nhũng nhiễu, hạch sách và đòi tiền của dân chúng. Những khoản thuế ngày càng tăng cao khiến cho những người dân nghèo khổ rất khốn khó. Những tiếng than thở, oán trách vang lên ngày càng nhiều ở khắp mọi nơi. Nhà vua Louis không hề biết tới những điều đó. Ông suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường cung điện mà thôi. Lúc ấy, nhà thông thái trẻ Ryder đã đặt chân đến vương quốc Auradin. Chàng đã nổi tiếng khắp nơi về sự thông minh, uyên bác, thường tới những vùng đất xa lạ để truyền bá sự hiểu biết và trí tuệ của mình đến với mọi người. Tòa thành này thật là đẹp, nhưng vì sao ta lại thấy nó tiêu điều như thế nhỉ? Vừa vào trong thành, Ryder đã bắt gặp cảnh một tên lính đang giằng co với một người dân trên đường. Ngươi vẫn chưa nộp đủ tiền bảo kê tháng này cho ta đó. Xin ngài tha cho, tôi vừa mới nộp đủ tiền thuế cho vương quốc kia mà. Ta không cần biết, thông cảm cho ngươi. Ai thông cảm cho ta đây hả? Nếu hôm nay không nộp đủ tiền, ngươi đừng hòng buôn bán ở đây nữa. Nếu không được buôn bán ở đây, gia đình tôi sẽ chết đôi mất. Xin ngài thư thả cho tôi ít ngày nữa. Khoan đã, tôi sẽ trả giúp cho ông ta số tiền đó. Chà, một kẻ giàu có trượng nghĩa sao? Được rồi, hắn còn thiếu ta một đồng vàng, ngươi trả nổi không? Đây, đồng vàng của ngươi đi. Ôi, cảm ơn ngài, thưa ân nhân. Ngài vừa cứu cả gia đình tôi đó. Ta vẫn không hiểu, đó không phải là tiền thuế. Vậy đó là gì? Sao ông lại phải nộp cho hắn? Đó là tiền đám lính kia hạch sách đòi ăn hối lộ của chúng tôi đó. Nếu không nộp đủ tiền, chúng tôi sẽ không được làm ăn yên ổn ở đây nữa. Ôi trời, tệ nạn tham nhũng ở đây thật là kinh khủng. Chúng đã lan đến cả những tên lính rồi sao? Cũng không trách họ được. Nếu họ không làm thế, sẽ chẳng có tiền mà nộp lên quan trên. Đầu sỏ của chúng là bè lũ của tướng Tretin, cẩn thần Titan và tướng quân Silas. Thế nhà vua ở đâu? Ông ta không biết đến chuyện này hay sao? Đức vua của chúng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tiền bạc trong vương quốc. Cứ như vậy, quốc vương này sẽ sụp đổ mất thôi. Ryder bước đi trên đường. Đi tới đâu, chàng cũng thấy những cảnh hạch sách của đám lính hệt như vừa nãy. Một vương quốc trù phú đang bị hủy hoại vì những tên tham quan đáng ghét. Ta muốn thay đổi điều này. Xem ra phải đến gặp nhà vua và cho ông ta một chút lời khuyên. Suy nghĩ như vậy, Ryder tìm đến cung điện của nhà vua Louis. Chàng bị hai tên lính canh cản lại. Ta là học giả Ryder, muốn xin được gặp đức vua Louis. Ta không cần biết ngươi lại, hãy mau biến đi. Phải, đức vua sẽ không gặp một kẻ thường dân đâu. Xin hai vị cứ vào bẩm với đức vua, biết đâu đức vua sẽ nhân từ đồng ý gặp tôi thì sao? Muốn chúng ta thông báo cũng được thôi, nhưng mà... Đến hai tên lính canh cũng đòi tiền hối lộ sao? Các vị thông cảm cho, ta chỉ là một học giả nghèo thôi. Chỉ còn một chút tiền này, mong các vị vui lòng nhận cho. Xem ra thì ngươi cũng biết điều ha. Thôi được, chúng ta sẽ vào trong thông báo. Tướng quân, ngươi là ai? Muốn gì ở đây hả? Tôi là Ryder, một người học giả. Xin chào tướng quân, tôi muốn xin được gặp đức vua Louis. Thì ra ngươi là nhà thông thái Ryder nổi tiếng đấy ư? Ta là Silas, đại tướng bảo vệ cung điện này. Bất cứ ai muốn gặp đức vua đều phải thông qua ta. Ta sẽ vào thông báo giúp nếu như ngươi tặng ta chút gì đó. Thật đáng tiếc thưa ngài, tôi chỉ là một học giả nghèo, đã tiêu hết tiền ở trên đường rồi. Không sao, đức vua rất hào phóng với những nhà thông thái. Chắc chắn ngài sẽ ban thưởng cho ngươi rất nhiều tiền bạc. Ta muốn 1/3 số tiền đó sẽ thuộc về ta.
Hắn ta đòi ăn hối lộ một cách trắng trợn. Được, tôi sẽ cho ông 1/3 phần thưởng. Thu hút lắm. Phải thế chứ. Được rồi, hãy đi theo ta. Silas dẫn Ryder đến một căn phòng sang trọng trong cung điện. Đó là nơi làm việc của tể tướng Grayston. Hả? Ôi trời, tướng quân Silas đấy sao? Ông ban ai tới đây vậy hả? Thưa tể tướng, đây là nhà thông thái Ryder nổi tiếng. Cậu ta muốn ra mắt đức vua, còn đây là tể tướng Grayston, người đứng đầu các quan đại thần đó. Thì ra ngươi chính là Ryder thông thái sao? Quả là tuổi trẻ tài cao. Xin chào tể tướng, đúng là tôi. Muốn gặp đức vua cũng dễ thôi. Đích thần ta sẽ thông báo cho ngươi một tiếng, nhưng phải xem thành ý của ngươi như thế nào đã. Đúng là kẻ cầm đầu đám tham quan, đồi ăn đút lót thật lành nghề. Thưa tể tướng, tôi tới đây mà không mang theo tiền, mong ngài thông cảm cho. Ôi, đâu có khó gì, đức vua rất hào phóng, nhất định ngài sẽ ban thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Hãy hứa tặng cho ta 1/3 phần thưởng đó là được. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nếu vậy thì ngươi đừng hòng bước đi tiếp. Nên nhớ, đức vua sẽ rất nghe lời ta đó. Thôi được rồi, tôi đồng ý với ngài. Có thế chứ. Vậy thì mời nhà thông thái Ryder đi theo ta. Sau đó, Brayton dẫn Ryder tới bên ngoài thư phòng của đức vua. Viên thần cận Tristan đã chờ sẵn. Kìa, xin chào tể tướng. Ngài dẫn ai tới đây thế này? Đây là nhà thông thái Ryder. Ông ấy muốn gặp đức vua để cho ngài một vài lời khuyên. Xin nhờ ông vào bẩm báo cho bệ hạ. Thì ra đây là học giả lừng danh Ryder đó sao? Bệ hạ muốn được gặp cậu đã lâu rồi. Ta là cận thần Tristan bên cạnh ngài đây. Xin chào ngài, cận thần Tristan. À, hôm nay đức vua có rảnh rỗi không nhỉ? Chà, để ta nhớ lại xem nào. Nếu như ta nói ngài đang rảnh rỗi thì ngươi cũng nên có chút gì đó đáp lại mới phải, đúng không? Được rồi, ta hứa sẽ tặng cho ngài 1/3 phần thưởng. Ồ, ngài Ryder đây cũng biết quy tắc trong cung điện đấy chứ. Nếu vậy thì tốt lắm. Ngài hãy chờ một chút, ta sẽ vào trong bẩm báo ngay. Ba tên tham quan đầu sỏ, nhất định ta sẽ cho các ngươi một bài học. Sau khi Tristan vào thông báo, đức vua Louis vui vẻ mời nhà thông thái trẻ vào gặp mặt. Ryder, ta đã nghe danh tiếng của ngươi từ lâu, nhưng nay mới được gặp mặt ngươi. Không biết ngươi có điều gì muốn khuyên ta đây? Thưa bệ hạ, thần đem đến cho ngài những lời khuyên có ích để vương quốc của ngài được thanh bình. Nhưng trước hết, thần muốn xin bệ hạ ban cho thần 1/3 nhỏ đã. Ai cũng nói rằng Ryder là một nhà thông thái mẫu mực, không bao giờ vì bản thân mình. Vậy mà vừa mới gặp ta, hắn đã đòi xin phần thưởng rồi. Được thôi, ngươi xứng đáng với điều đó. Ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Bất cứ thứ gì sao? Ngài hứa chứ ạ? Trong khả năng của ta, đó là lời hứa của một đức vua. Thần xin cảm ơn bệ hạ. Nhưng trước khi nhận phần thưởng, thần muốn mời tể tướng Rattan, cận thần Chitan và tướng quân Silas đến đây, được không ạ? Tại sao vậy? Vì họ có liên quan đến phần thưởng mà thần sắp xin bệ hạ đây. Nhà vua rất ngạc nhiên, nhưng ông vẫn cho gọi họ tới để gặp mặt. Thưa bệ hạ, trước khi tới đây gặp người, thần đã hứa sẽ tặng món quà ra mắt của bệ hạ và chia điều cho ba vị đây để tỏ lòng tôn kính. Có chuyện đó sao? Vì sao Ryder phải tặng lại món quà cho các ngươi cơ chứ? Hay là các ngươi ép buộc cậu ta? Thưa bệ hạ, chúng thần không dám. Đó chỉ là tấm lòng của thần với ba vị quan lớn mà thôi. Thần hoàn toàn tự nguyện. Thưa bệ hạ. Dạ bẩm, đúng là thế ạ. Thần đang rất mong chờ món quà của Ryder dành cho chúng thần. Học giả Ryder thật là tốt bụng. Cậu ấy biết chúng thần đang gặp khó khăn nên muốn trợ giúp cho chúng thần đây mà. Vậy thì Ryder, ngươi muốn xin điều gì đây? Thưa đức vua, thần muốn xin một trận đòn 300 gậy thật mạnh. Và xin ngài hãy chia điều chúng cho ba vị ở đây. Mỗi người 100 gậy có được không? Sao chứ? Một trận đòn 300 gậy sao? Hả? Ơ trời ơi, thưa bệ hạ, không được đâu ạ. Chúng thần phản đối, thưa bệ hạ. Chúng thần từ chối nhận món quà này. Bệ hạ chẳng phải đã nói rồi sao? Đó là lời hứa của một đức vua, các vị không thể từ chối được đâu. Phải, đó đúng là lời hứa của ta. Vậy thì hãy giải ba người họ xuống, đánh cho mỗi người 100 gậy. Như vậy họ có đáng phải chịu phạt đó không? Thưa bệ hạ, rồi ngài sẽ hiểu ngay bây giờ. Phần thưởng ta xin bệ hạ vẫn còn nữa. Lần này, liệu ba vị có còn muốn chia phần thưởng đó nữa không? Thưa bệ hạ, quả là chúng thần không chịu nổi nữa rồi.
Reader, chúng ta không muốn chia ba phần thưởng của ngươi nữa. Thưa bệ hạ, thần muốn xin một phần thưởng hoàn toàn khác. Đó là cả đời được sống cùng với kho vàng của bệ hạ. Ồ, chắc hẳn ba vị đây không muốn nó rồi. Được sống cùng kho vàng của bệ hạ thì tiêu tiền tới đời con cháu cũng không hết. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ? Preston, ông mau lên tiếng đi chứ. Thưa bệ hạ, chúng thần nghĩ lại rồi, chúng thần muốn phần thưởng này ạ. Tất cả đều đúng với dự đoán của Ryder. Thì ra bọn chúng lại tham lam và giả dối đến như vậy. Vậy mà ta đã bị chúng che mắt bấy lâu đây. Vậy thì hãy để lũ tham quan này tội nguyện. Lính đâu? Hãy giam chúng vào kho vàng, suốt đời không được ra ngoài. Lính gác nhanh chóng giải ba tên tham quan đi. Thưa bệ hạ, quả thực thần đã bị họ hạ sách, đòi hối lộ. Đó cũng là hiện thực đang xảy ra trên vương quốc Orodin này. Preston, Chitan và Silas đã lợi dụng lòng tin của ngài, cầm đầu quan lại tham ô ngân quỹ, nhũng nhiễu dân chúng. Ryder đem những chuyện mắt thấy tai nghe kể lại với nhà vua Louis. Thật to gan, không ngờ bọn chúng lại dám làm những chuyện tày trời như vậy. Vậy mà ta không hề biết gì cả. Xin bệ hạ hãy thắt chặt ngân quỹ, chi tiêu tiết kiệm và thanh trừng tất cả những tên tham quan trong triều. Có như vậy, vương quốc mới trở lại yên bình như trước được. Chuyện này ta cũng có lỗi. Ta đã lơ là chuyện quản lý tiền bạc trong vương quốc, khiến cho mọi chuyện ra đông nổi này. Nhất định sẽ sửa chữa tất cả. Preston, Tristan và Silas bị giam giữ trong kho vàng, hàng ngày được sống trên đống vàng, nhưng còn không biết thế nào là tự do. Nhà vua ra lệnh thanh trừng tất cả quan lại trong triều. Những tên tham quan đều bị tống vào ngục tối. Tài sản tham ô được xung hết vào công quỹ. Những khoản thuế vô lý bị dẹp bỏ. Những binh lính không còn dám hạch sách và nhũng nhiễu dân chúng nữa. Vấn nạn tham nhũng dần dần biến mất. Vương quốc Orodin lại trở về với cảnh thanh bình. Người dân khắp nơi đều vui vẻ ca ngợi nhà vua. Còn nhà thông thái Ryder, chàng từ chối phần thưởng mà nhà vua ban tặng, tiếp tục lên đường chu du thiên hạ, đem trí tuệ và sự hiểu biết của mình đến với mọi người.